của một nhà thiết kế nào cả, nhà thiết kế nào cả. Và cũng thực ra đây là một nô hướng mà Tùng vào, và chỉ biết các của Tùng thôi. À, Tùng muốn rằng có một điểm nhấn để xuất hiện tại chương trình ngày hôm nay. Và thứ hai là ai mà đã xem chương trình ngày hôm nay thì mọi người nhà thiết kế nào cả, nhà thiết kế nào cả, và không thực ra đây là một chỉ biết các bộ tổ.